Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Cây này nó có cái thương hiệu là Kawasaki. Và nó có cái tên riêng là TG27 nha các bạn. Cây TG27 này nó sở hữu một cái nòng là 34 ly. Và dung tích xi lanh nó là 27cc các bạn. Với tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ các bạn, nhẹ nhàng mạnh mẽ ha, bền bỉ. Cây Kawasaki này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, nó thế hệ mới hoàn toàn rất là hiện đại, nó tất cả là tự động nốt các bạn. Cái thứ nhất là bô có xả áp tự động ha, cái thứ hai là chụp giật trợ lực ha, cái thứ ba là chế hòa khí tự động ha, cái thứ tư là e gió tự động luôn. Cái dòng TG này là đỉnh cao nha các bạn, đỉnh cao của máy cắt cỏ của dòng Kawasaki, rất là hiện đại các bạn. Nó mang một cái chế hòa khí tự động đây để mình cho các bạn xem. Cái này chế hòa khí này là nó đặc trưng của dòng Kawasaki nha các bạn, xài rất là ngon luôn. Và có một điều rất là đặc biệt với cái chế hòa khí này là cái miếng da bơm xăng không bao giờ bị chai nha các bạn, nó rất là hiện đại luôn. Đây các bạn nhìn xem, nó mới, rất là mới luôn, mới chát luôn các bạn. Đây các bạn nhìn xem nha, nó trắng tinh luôn ha. Buji nè, ghi trắng tinh luôn, ghi trong rất là đẹp, nòng trắng tinh luôn. Đây các bạn thấy chế hòa khí nữa nè ha, vàng ngính luôn, các cái chi tiết màu vàng nó đều vàng ngính luôn ha. Đây các bạn xem rất là đẹp luôn. Dòng Kawasaki này nó chánh tông là của Nhật nha các bạn. Đây, đây cái nắp chụp bô nó cũng để da băng nữa nè các bạn, da băng ha. Nó có cái lọc gió đây nha các bạn, lọc gió đây, để mình gắn cái lọc gió vào ha, lọc gió đó các bạn. Rất là đã luôn, mới chát luôn. Ở dưới nách nó có made in Japan nha các bạn. Đây, dưới nách nó có made in Japan. Đây các bạn xem. Đây, made in Japan là các bạn. Đấy, rất là đã ha. Và nó có một cái tem ở đây các bạn, mình quên cho các bạn xem tem. Mình mở cái bô ra xong mình cho các bạn xem cái tem. Cái tem này là tem rất là uy tín của Kawasaki luôn các bạn. Đây, cái tem này là của dòng Kawasaki mới có nha các bạn. Đây, đây các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Đây cái hàng dưới của nó là số series nha các bạn, cái hàng trên là tên của nó, model đó. Model là cái tên của nó đó các bạn đó, các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem. Đây, đây các bạn, số series này ha. Rồi ở cái hàng trên là tên của nó đó các bạn, TG27 ha. Đây, cái tên chính thức của nó đây các bạn, Kawasaki TG27, rất là đẹp luôn các bạn. Một con máy rất là xuất sắc, không có một tí vết nhỏ nữa nha các bạn. Nó hoàn hảo, rất là hoàn hảo, không có một tí vết nhỏ nữa, các bạn quan sát xem. Đây các bạn, rất là đẹp ha.
bồ trắng tinh luôn các bạn. Công tắc đây ha, công tắc on off đây, nó có cái tem on off 7 màu luôn các bạn, công tắc on off ha. Ốc gắn tâm này, ốc lục giác 5 ly nha các bạn, ốc lục giác 5 ly. Đây phía dưới chân của nó có chân dựng luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Các bạn quan sát tiếp nha. Cái dòng này Kawasaki nó có hai dòng nha các bạn. Cái dòng này là cần lắp 26 nha các bạn. Nó có cần lắp 24 nha các bạn. Nó có dòng cần lắp 24, cần dòng này là cần lắp 26. Tay gà nó đây các bạn. Tay nắm rất là đã luôn. Đây ha. Đây, trên tem lắp nó có tem này ha. Các bạn có thể chụp hình lại ha, em láp đó đó các bạn, các bạn quan sát tiếp, láp rất là đẹp, hướng dẫn an toàn sử dụng đây các bạn, hướng dẫn an toàn sử dụng. Chắn cỏ của nó nè, chắn cỏ zin của nó luôn, cùi nữa nè. Dòng đặc biệt cái dòng láp 26 này cái cùi nó to đùng nha các bạn. Cùi rất là to, xài bền bỉ vô cùng luôn. Cùi rất là to ha. 26 vuông nha các bạn. Này 26 vuông. Không có cái cơ hội tuôn tuôn nhông nó rất là thấp nha các bạn. Vuông thì rất là bền luôn ha. Đây ở phía trên này nó có chống dính cỏ nè các bạn ha, bằng chén kim loại. Ở phía dưới này nó có chống mài mòn liền luôn nha các bạn, liền chống chống mài mòn đấy các bạn, đây ha, chống mài mòn liền luôn, liền lạc luôn, rất là ngon luôn, xài rất là bền, chống dính cỏ bằng kim loại, xài cũng rất là bền ha, rất là êm. Tổng thể cái máy đó các bạn, made in Japan nha các bạn, Nhật bãi, Nhật bãi đã qua sử dụng các bạn, nhưng mà ở nước ngoài đã sử dụng rất là ít các bạn, máy còn rất là đẹp luôn. Rồi để mình khởi động cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, ở đây núm bơm phía trước này rất là dễ sử dụng ha. Kế đến là mình đóng e nha, đẩy vào, e này là e tự động nha, mình đẩy vào khi mình muốn cho nó bật ra là mình lên ga là nó bật ra nha, cho nên mình gọi là e tự động. Nè, các bạn xem, bấm vào nha, đó, bấm vào ha, rồi mình lên ga nè các bạn, mình lên ga nó sẽ nhảy ra nha, ha, rồi. Đó, cái đó là e tự động nó nhảy ra, rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy trợ lực có xả áp tự động rất là nhẹ nhàng các bạn. Khởi động thì thật là nhẹ nhàng các bạn nha. Các bạn xem nè, khởi động thật là nhẹ, em bé giật cũng nổ nữa các bạn. Thank you.
Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TC27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.